các bạn chuẩn bị cho mình một quả chanh. Mình xắt đôi ra. Đây là 800 ml nước sạch. Các bạn hãy vắt cái chanh này vào nước. Sau đó thì các bạn hãy lao lên từng chiếc lá. Đây là cái lá lan lúc đầu nó bị lỗi nè các bạn. Các bạn thấy đó. Nhưng mà những cái lá về sau khi mà mình áp dụng phương pháp này thì các bạn thấy lúc nào nó cũng xanh tốt. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình. Những chiếc lá lan có vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc mà tăng trưởng và phát triển của cây lan hồ điệp. Nó có tác dụng giống như là một tấm pin năng lượng để cho nó lấy năng lượng từ mặt trời, và chính cái năng lượng đó nó sẽ vận chuyển nước và những khoáng chất lên cây. Chính vì vậy, cái việc mà chăm sóc những cái lá lan này tốt thì nó sẽ làm cho cái cây của mình rất phát triển, bộ rễ hoạt động tốt và đúng chức năng của nó, hút nước và chất dinh dưỡng, tạo điều kiện để lá hút lên và nuôi cho cây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm vô cùng đơn giản và rất là dễ làm, hiệu quả đối với việc chăm sóc những cái lá lan này. Các bạn chuẩn bị cho mình một quả chanh. Mình xắt đôi ra. Đây là 800 ml nước sạch. Các bạn hãy vắt cái chanh này vào nước. Các bạn sẽ khuấy đều. Và đây là một miếng vải bông gòn, vải mềm nha các bạn, rất là mịn. Thì các bạn sẽ dùng tấm vải này, mình nhúng vào nước chanh. Sau đó thì các bạn hãy lao lên từng chiếc lá. Các bạn thấy đây, đây là những bụi bặm bám vào trên những cái lá của mình. Khi mà mình lao đi như vậy thì những cái bụi này nó sẽ biến mất, và cái lá của mình nó sẽ hấp thụ được cái lượng ánh sáng mặt trời vào tối đa, giúp cho quá trình quang hợp của cây cũng như là tạo ra chất diệp lục để cho cây lúc nào nó cũng xanh tốt các bạn. Và một điều quan trọng là các bạn phải nhớ lau luôn cái mặt dưới này là các bạn, tại vì cái mặt dưới ở đây á nó là nơi côn trùng có thể là sinh sôi và đẻ trứng ở đây các bạn. Tại vì nó mặt dưới của lá là thường không có tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nó thì là nơi thuận tiện để mà côn trùng đó, nó đẻ trứng. Cái thứ hai, khi mà các bạn lau như vậy thì những cái bụi bẩn nó dưới cái mặt lá này nó sẽ được làm sạch, và từ đó là những cái lỗ khí thông ở dưới mặt lá này nó sẽ hoạt động tốt. Khi mà nhiệt độ và giảm thì những cái lỗ khí này là các bạn, nó sẽ mở ra để mà nó hút được cái hơi nước và những cái khoáng chất trong không khí đó. Cũng như là khi mà nắng gắt lên thì nó sẽ đóng lại để mà làm giảm cái sự bốc hơi nước trong cái cây ra bên ngoài.
Đó là cái cơ chế như vậy. Đó, thì các bạn khi mà các bạn làm tốt thì cái lá của mình lúc nào nó cũng xanh tốt nè các bạn. Nó rất là đẹp luôn á. Đó. Và các bạn hãy duy trì làm việc này trong thời gian là 1 tháng một lần nha các bạn. Nếu mà các bạn nào có thời gian hơn thì mình cũng có thể làm trong khoảng thời gian 2 tuần để cho cái lá của mình lúc nào nó cũng xanh bóng hết. Đó. Các bạn cứ lau mặt trên, lau mặt dưới. Đây là cái lá lan lúc đầu nó bị lỗi nè các bạn. Các bạn thấy. Đó. Nhưng mà những cái lá về sau khi mà mình áp dụng phương pháp này á, thì các bạn thấy lúc nào nó cũng xanh tốt. Đó. Đặc biệt là dưới mặt lá này các bạn, nơi mà côn trùng nó rất là thích đẻ trứng. À, các bạn cứ lao hết mặt trên rồi xong rồi xuống mặt dưới cho nó hoàn toàn sạch sẽ. Khi mà cây đã khỏe rồi các bạn thì các bạn sẽ thấy cái bộ rễ của nó rất là tốt luôn các bạn. Và cái cây này nó chuẩn bị nó sẽ ra hoa nha các bạn. Các bạn thấy nè, cái bộ rễ của cây một cây mà cái lá nó tốt rồi thì cái bộ rễ nó sinh trưởng, nó phát triển rất là tốt nè. Đó, những cái đầu này là các bạn lúc nào nó cũng vươn ra hết để mà nó lấy được cái lượng nước cũng như là cái lượng muối khoáng trong không khí. Đó, còn những cái rễ dưới này thì các bạn thì nó sẽ lấy trong giá thể nha các bạn. Đó, còn ở đây á, đây các bạn thấy nè. Đó. Từ cái rễ này nó dường như là đã hết hoạt động thì nó sẽ sinh ra những cái rễ con này các bạn. Đó. Các bạn thấy nè, rất là rõ luôn. Đây, và nó sinh ra những rễ con nè. Khi mà cái lá mình khỏe rồi, giống như một cái nguồn năng lượng đó các bạn. Nó sẽ làm cho kích thích những cái rễ này hoạt động luôn các bạn. Đây các bạn, những cái rễ nè. Đó. Chính vì vậy, chăm sóc lan là một cái hành trình mình kết hợp rất là nhiều yếu tố. Giữa yếu tố về dinh dưỡng nè, yếu tố về điều kiện môi trường nè. Rồi, và cái yếu tố về chăm sóc thì hiện tại mình đang làm đây. Đó là chính về cái yếu tố về chăm sóc của cây lan. Đó. Sau khi các bạn đã lau được những cái lá lan này trong vòng khoảng 30 phút, khi những cái lá này nó đã khô lại rồi và những cái ở dưới này, đó, những côn trùng đó, nó đã bị cái nước chanh đó, tiêu diệt, thì các bạn hãy xả lại bằng nước sạch toàn bộ trên cái cây lan của mình. Đó, các bạn xả cứ mặt trên mặt dưới luôn. Đấy. Thì trên đây là những cái cách mà mình chăm sóc cái cây lan hồ điệp tại nhà. Đó, để có một cây lan khỏe mạnh, bộ rễ phát triển và được những cái bông hoa trong vườn nhà. Đó, thì cả một quá trình. Đó, các bạn thấy video hay có thể là bấm nút like và bấm nút đăng ký kênh để mà xem tiếp những cái video hướng dẫn về cái cách trồng lan tại nhà của mình.